Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Truyền hình Bình Định tối nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2018. Với mục đích giúp người chăn nuôi nước ta có thêm thông tin về thời tiết và các loại dịch bệnh và cập nhật giá cả thị trường, mới đây, một ứng dụng trên điện thoại thông minh có tên gọi là Precent Nutrition đã được xây dựng và cung cấp miễn phí cho nông dân. Đơn vị phát triển ứng dụng Precent Nutrition Việt Nam cho biết, Precent Nutrition được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, đa dạng thông tin về vật nuôi gia súc, gia cầm như heo, gà, vịt. Chỉ cần người dùng tải phần mềm này trên ứng dụng iOS và Android, rồi truy cập phần mềm này qua điện thoại của mình, đã có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin theo loại vật nuôi với từng mục. Cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động mạnh mẽ đến nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi. Điển hình người chăn nuôi thời 4.0 phải học kỹ thuật chăn nuôi trên Internet và lướt ứng dụng để cập nhật thị trường. Do đó, chúng tôi đã đầu tư và cho ra đời ứng dụng này nhằm hỗ trợ tối đa cho người nông dân có nguồn tin đáng tin cậy, qua đó đồng hành cùng họ. Chúng tôi tin rằng từ thông tin cập nhật, ứng dụng này sẽ là cánh tay phải của người nông dân cho việc chăn nuôi. Hiện cả nước có 12 triệu hộ chăn nuôi với 386 triệu gia cầm, 27 triệu con lợn, 8,1 triệu con trâu bò. Bình Định sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp, ngành chăn nuôi của tỉnh đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, đàn heo trên 841.000 con, đàn gia cầm trên 7 triệu con. Số lượng gà năm 2018 tăng 16,7% so với năm 2014. Tuy nhiên, tỷ lệ nuôi bán chuyên. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc hỗ trợ người chăn nuôi các ứng dụng thông minh là vô cùng quan trọng, qua đó giúp người chăn nuôi hội nhập công nghiệp cách mạng 4.0. Và ứng dụng Precent Nutrition với tính năng đơn giản, dễ sử dụng, qua tập huấn người nông dân có thể sử dụng dễ dàng là ưu điểm để bà con cập nhật. Qua phần mềm đây chị thấy là nó rất hữu ích. Là thứ nhất là mình nắm bắt được thông tin về giá cả của thị trường. Thứ hai là giá trị dinh dưỡng của từng bao cám như thế nào. Và thứ ba là mình nắm được tình hình dịch bệnh trên toàn quốc nó xảy ra như thế nào. Và cái hướng đề phòng cho đàn heo của mình thích hợp hơn. Khi mà nuôi heo theo truyền thống của người dân á, thì nó hiệu quả nó không có tốt được. Chỉ theo tính cách là mình xui hơn thì được mà. Đấy, thì mình bữa nay nó có chương trình Internet đó, phổ biến cho mình nuôi chọn giống, rồi thực phẩm lên hàng ngày cho mình biết giá cả, rồi heo giá cả thị trường mỗi ngày mỗi khác. Nên mình có thể mình nuôi từ đó, rồi giảm bệnh dịch theo phương pháp Internet rất là tốt. Ứng dụng mang tên Precent Nutrition với nhiều tính năng nổi bật như cung cấp thông tin về dinh dưỡng cần thiết, giúp gia tăng năng suất và tăng cường sức đề kháng cho nhiều loại vật nuôi, cập nhật chính xác giá cả thị trường vật nuôi hàng ngày tại từng địa phương trên cả nước. Trong thời buổi mà ngành chăn nuôi trong nước vẫn đang chịu sức ép lớn từ thị trường, thì giải pháp chăn nuôi của công ty Nevia Việt Nam không chỉ giúp người chăn nuôi cải thiện năng suất chuồng trại, hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ người chăn nuôi trước những tác động của thị trường và vấn đề dịch bệnh. Chuyên nghiệp hóa chính mình, hơn lúc nào hết, người chăn nuôi trong tỉnh cần biết liên kết, chủ động phối hợp với doanh nghiệp trong tiếp cận sản phẩm, thông tin. Đây cũng là chìa khóa để người chăn nuôi không đơn độc trong bài toán cạnh tranh thời 4.0 này. Thời gian gần đây,